trong mấy ngày ở California rất là đẹp. Anh chạy cái phải đây mà anh chạy một vòng thôi, có khái niệm về khu này như nào? Dạ vâng. Và được anh Minh trực tiếp dẫn đi tham quan cả khu. Và tới đây thì mê luôn các bạn ạ. Nhà cửa nhà chả bao giờ phải khóa. Đi ra khỏi nhà là cứ thế đi. Có khóa hả? Việt Nam, qua là có vấn đề đó. Khóa kỹ lắm đó. Okay. Thì là có điện giật đấy. Nói vậy chứ đến lúc mà mình đi kêu mình có khóa không, kêu không phải khóa đâu, cứ để đó đi. Nhưng chắc là anh cái khóa kiểu gì đấy mình không biết các bạn ạ. Bấm nút là cửa nó khóa rồi á. Vâng. Rất là đẹp, sạch sẽ. Thấy biển chưa? Thấy biển chưa? Vâng. Biển trước mặt đấy. Anh phải cho em đi gần đây mới thấy được. Ngay đây nè. Đó đó, thấy. À, cái khu này ngay view dưới là biển nhờ. Thấy biển không đó, các cái đảo đó. Đồi trên biển. Cái đảo, thấy cái đảo bên kia không? Thấy cái đảo không? Có, yes. Wow. Wow. Ui, dưới kia đông nhờ. Ừ. Dưới kia đông hơn trên này đúng không? Ngày mai có thời giờ đi xuống đó. Dạ. Và Lan đi vào mùa xuân cho nên khu này được đánh giá là thời tiết mùa này là đẹp nhất. Đẹp nhất trong năm. Đi với người đẹp nhất nữa. Thôi nào im để em thuyết minh. Từ sáng đến giờ là anh ấy làm lái xe đưa mình đi là đang kêu mệt rồi, đang phải đi về. Cho nên là dẫn mình đi tham quan một vòng. Và có nhà bên trên nó xây ấy, thấy không? Nó ở đó. Dạ. Nó vòng tròn đó. Trên đồi đúng không? À, có thấy có. Và trời thời tiết thì xanh biếc luôn, đẹp. Ôi đến đây mê quá mọi người ạ. Nói tôi sẽ tổng cái nhà ở đây 5 năm nữa. 5 năm nữa hả? Năm. Làm sao được? Có thể lại hơn 3 năm nữa. À, bởi vì là vợ của anh Minh là làm tư vấn tài chính. Thế nhà thôi lớn, mua nhà lớn, nhà nhiều. Mua đất. Trời ơi, cái nhà anh lớn bự chảng, to bự chảng. Anh vẫn còn so sánh với nhà khác. To bự chảng, có hai người ở, hai vợ chồng ở. Đây, có mấy nhà bên đây, chỉ ở đây. Đẹp nhờ. Chứ quay lại. Đẹp quá. Mỗi một nhà là một khu đất khoảng bao nhiêu, bình quân là bao nhiêu mét anh nhỉ? 1000 mét đúng không? Không biết bao nhiêu. 1000 mét hoặc mấy trăm mét gì đó. Đẹp lắm. Có đó. Nhà này là nhà Lan Anh mua, sẽ mua là. Cái cổng riêng, nó nằm riêng cái đâu, vô. Đâu, đây hả? Đó. À. Cổng riêng đi vô đó. À. Trước trong đó. Dạ. Nguyên một quả đồi à? Cái cây này là cái gì anh mà nó nhọn mắt vậy này? Sao? Cái cây này này. Đây này. Nhà anh có đó, muốn quay mà. Quay đó. Không, nhưng ý là không biết tên nó là gì. Nhà anh có cái này nè. Nhưng mà nó cái này nó cái dầu. Cây dầu. Nó tỉa sát hơn thôi. À. Ôi, mọi người nhìn giống cổ tích không ạ? Anh Minh đang phải kéo kính xuống để cho Lan quay. Đẹp. Cảm giác như đây không phải là khu nhà ở mà khu resort đấy anh Minh. Super rich. Hả? Đó. Cô đang cầm máy quay không? Đang quay trên xe ô tô. Tại vì đi đâu Lan cũng chụp hình quay phim á. Thế là anh Minh bảo thôi anh dẫn một vòng cho Lan đi tham quan một vòng Lan quay. Chứ chắc đi với người nào mà không quay là không cho quay được. Trời thì xanh biếc. Coi mới nắm cái đồng gần quay ở đây coi mấy nhà nó cao. Dạ, đây thấy. Sau đó. Đây là trên đỉnh đó đồi đúng không? Đỉnh đồi. Rồi làm sao? Các cái nhà ở đây nó cách rất xa nhau. Người ta làm xung quanh bốn bề đều là vườn. Chứ không phải là biệt thự liền kề của mình, đây là biệt thự đơn lập. Biệt thự vườn chứ, biệt thự vườn. Khu
này chắc cũng lâu rồi anh nhỉ, bởi vì cây cối rất là lớn này. Và họ quy hoạch đồi rất là đẹp. Có những nhà trên cao, nhà dưới thấp, nhà bên triền đồi và bên dưới là biển, cho nên khí hậu rất là mát. Đêm ngủ bật chế độ sưởi cao nhất mà vẫn rất là lạnh. Hôm qua anh Minh dặn là nóng quá thì phải tắt đi, mà để nguyên đêm đến tận sáng vẫn run cầm cập. Trời ơi, thế mất thôi. Mà rõ ràng là mình ở Hà Nội là quen với thời tiết lạnh rồi, mà giờ này mình vẫn thấy lạnh. Nhưng mà giờ này thì thấy rất là ok, đẹp, không bị lạnh quá, đêm mới lạnh thôi. Rồi anh muốn nói gì với khán giả của em nào, fan hâm mộ của em? Không nói chuyện tiếp. Các bạn ạ, à, hôm nay Sang là được anh Minh dạy cho rất nhiều về Montessori Mỹ AMS, một trong những dòng Montessori, thực ra là một hệ phái thì đúng hơn, được cải biến, đưa vào rất nhiều khoa học kỹ thuật và những kiến thức mới, cho nên nó rất được người Mỹ ủng hộ. Và các trường Montessori ở đây rất là rộng và lớn. Đây là khu nghèo nhất ở khu trong đây. Khu nghèo nhất trong đây hả? Khu nghèo nhất. Anh có đùa em không đấy? Thật hả? Chúng ta đang chuẩn bị đi về nhà anh Minh, nơi mà cô Lanh ở. Đừng đấy chụp hình hả? Anh phải chụp cho em á. Cái nhà này mới xây này nha, nhà này mới xây. Đây hả? Bên trái này. Ok. Xây lớn đó. Đẹp nhỉ, biệt thự. Thấy, thấy, đang quay. Đây, cái ông chủ nhà đi qua này. Cái này một cái này nhìn thấy, cái này một cái nhà nó có lớn, đất rất lớn, cái nhà nó từ đây nè. À, đây. Nó kéo dài tới. Ở đây là cái cổng nha các bạn nha. Rồi bắt đầu đi tiếp này. Hai cái cổng thứ hai này. Đây, cổng thứ ba đây. Cổng thứ ba này. Wow. Và trước mặt thì tới ba cái xe ô tô, chưa biết còn trong còn không. Tụi mình đi về nhà mình mà. Về nhà mà anh Minh. Đây là nhà, cái nhà cái đây, cái nhà bên phải là nhà mới xây chưa, người ta chưa làm tay ở đây hả? Ta chưa xong ở đây hả? Đó, cái nhà mới xây. Vâng, đẹp quá anh. Mình làm một cái trường ở Việt Nam như này này nhỉ. Wow, đây là nhà anh Minh à, chưa đến. Đừng có chụp nhà ta tới sợ lắm. Cắt ngay đây. Ok, pause. Cảm ơn mọi người đã dõi theo nha. Xin chào.